Chào các con học sinh lớp 3 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn Các con thân mến Sau đây cô đọc cho các con nghe đoạn văn ngắn Kể về một người lao động trí óc mà em biết Mời các con tham khảo Cô Loan là cô chủ nhiệm lớp 3A1 của chúng em Năm nay cô 29 tuổi dáng người cô thon thả, rong rỏng cao Mái tóc buông dài ngang vai Rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô Đôi mắt sáng, hiền dịu, luôn nhìn chúng em chiều mến. Sáng nào cô cũng đến lớp từ rất sớm để kiểm tra vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế, ngay hàng thẳng lối. Cô luôn tận tình dạy bảo chúng em. Có hôm gặp bài toán khó, nhiều bạn không hiểu bài, cô giảng giải đến khi nào hiểu mới thôi. Cô chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chúng em cô yêu thương học sinh như những đứa con thân yêu của mình rở ra, ra chơi cô tận tình kèm cặp các bạn học yếu giờ nhờ sự dạy dỗ của cô mà nhiều bạn học sinh trong lớp có tiến bộ vớt bậc khi có học sinh mắc lỗi cô thường phân tích và chỉ ra lỗi của bạn và có hướng sửa chữa công việc ở trường bận rộn là thế tối đến cô vẫn soạn bài chấm bài nghiên cứu cách dạy để học sinh có thể học tốt nhất. Cô thường nói, tất cả vì học sinh thân yêu. Em luôn yêu quý cô và quý trọng cô. Em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo như cô để góp sức mình vào công việc dạy dỗ những thế hệ mầm non của đất nước. Đoạn văn kể về một người lao động trí óc mà em em biết đến đây đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con. Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc mà em biết. mời các con tham khảo. Cô Loan là cô chủ nhiệm lớp 3A1 của chúng em. Năm nay, cô 29 tuổi. dáng người cô thon thả, rong rỏng cao. Mái tóc buông dài ngang vai, rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô. Đôi mắt sáng, hiền dịu, luôn nhìn chúng em chiều mến. Sáng nào cô cũng đến lớp từ rất sớm để kiểm tra vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế, ngay hàng, thẳng lối, luôn tận tình dạy bảo chúng em. Có hôm gặp bài toán khó, nhiều bạn không hiểu bài, cô giảng giải đến khi nào hiểu mới thôi. Cô chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chúng em. Cô yêu thương học sinh như những đứa con thân yêu của mình. Rở ra chơi, cô tận tình kèm cặp các bạn học yếu. Giờ nhờ sự dạy dỗ của cô mà nhiều bạn học sinh trong lớp có tiến bộ vớt bậc khi có học sinh mắc lỗi cô thường phân tích và chỉ ra lỗi của bạn và có hướng sửa chữa công việc ở trường bận rộn là thế tối đến cô vẫn soạn bài chấm bài nghiên cứu cách dạy để học sinh có thể học tốt nhất cô thường nói tất cả vì học sinh thân yêu em luôn yêu quý cô và quý trọng cô Em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo như cô để góp sức mình vào công việc dạy dỗ những thế hệ mầm non của đất nước. Đoạn văn kể về một người lao động trí óc mà em em biết, đến đây hết, đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.